Xin chào quý anh chị và các bạn. Và ở trong cái video lần trước thì chúng tôi đã chia sẻ với quý anh chị và các bạn là một số cái thông tin liên quan đến tỷ hưu phong thủy. Và chúng ta cũng đã nắm được là tỷ hưu là gì và có những loại tỷ hưu nào. Và trong cái video tiếp theo của ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ chia sẻ với quý anh chị và các bạn là về cái truyền thuyết, về cái sự tích của loài tỷ hưu này. Thứ nhất là cái truyền thuyết liên quan đến Long Vương. Thì theo truyền thuyết kể lại rằng thì tỷ hưu vốn là một trong 9 người con của Long Vương, bao gồm Xì Vẫn, Phụ Hí, Bệ Ngạn, Bí Hí, Bồ Lao, Toan Nghê, Trào Phong, Nhai Chế và tỷ hưu. Thì tỷ hưu là người con thứ 9. Trong số những người anh em của mình thì tỷ hưu có thân hình với cái vẻ ngoài đẹp nhất ở loài này, luôn toát lên cái vẻ đẹp tuyệt vời và những cái anh em khác không có. Tuy vậy mà khiếm khuyết duy nhất của tỷ hưu lại là không có hậu môn. Vì thế mà tỷ hưu chỉ sống được vài ngày rồi chết yểu. Điều này khiến Ngọc Hoàng rất thương tình nên đã cho hóa thành một trong những cái linh vật của nhà trời chuyên phò trợ tài lộc cho nhân gian. Ngoài ra thì còn một cái truyền thuyết khác kể lại cho rằng là cái thời vua Minh Thái Tổ ở Trung Quốc khi gặp khó khăn về cái vấn đề tiền bạc để lo việc nước thì nhà vua đã nhọc lòng lo nghĩ không yên vì quá lo lắng nên đến đêm ngủ nhà vua hay nằm mơ. Và trong một cái giấc mơ nọ thì ông thấy một con vật có hình dáng giống với kỳ lân với thân hình to lớn, đầu như sư tử, có sừng xuất hiện ở khu vực trước của cung điện. Không những vậy, loài vật này còn đang ra sức nuốt những cái thỏi vàng châu báu trong cung. Khi tỉnh dậy thì vì quá hoảng sợ về cái giấc mơ kỳ lạ nên là nhà vua đã cho mời các cái thầy phong thủy về để tìm hiểu cái chuyện và được biết đó là một cái điểm may mắn. Và cái khu vực xuất hiện cái loài linh vật ấy là cung tài, đất đó là đất thiêng. Vì thế mà nhà vua đã cho xây dựng một cái cổng thành trên trục bắc, đường dẫn vào cái khu Tử Cấm Thành. Ngay cái chỗ tỷ hưu xuất hiện, nhà vua còn cho làm một cái khối lượng tỷ hưu bằng ngọc phỉ thúy và đặt lầu cao ở cái khu tài môn. Từ đó mà cái thời đại nhà Minh ngày càng mở rộng địa giới và trở thành cái triều đại giàu có. Và còn một cái truyền thuyết liên quan đến tham quan hòa thân nữa. Đây là một cái truyền thuyết khác về tỷ hưu nhưng có liên quan đến cái nhân vật quan tham vô cùng nổi tiếng của Trung Hoa, đấy là hòa thân. Thuở thiếu thời thì hòa thân vốn là rất nghèo, nghèo tới mức là không có nổi 10 lượng bạc nộp cho quan để nhận lại cái chức quan nhỏ của cha truyền lại. Sau đó, hòa thân đã nhờ ông Liêm, tức là sau này là cha vợ, cho 10 lượng bạc nên có cái cơ hội tiến vào quan trường. Và dưới cái thời kỳ mà vua Càn Long thì hòa thân là cái nhân vật dưới một người mà trên triệu triệu người. Ngân khố quốc gia ngày càng vơi đi mà nhà hòa thân thì lại càng ngày càng giàu có. Cũng vì cái lý do này mà cái thời kỳ đó thịnh hành cái câu nói những gì nhà vua có thì hòa thân cũng có, những gì hòa thân có thì vua chưa chắc đã có. Đến khi mà hòa thân bị xử tội, quan quân đến khám xét đã tá hỏa khi thấy tài sản tịch thu của hòa thân còn gấp 10 lần những gì mà nhà vua đang có. Ngôi nhà của hòa thân có hai cái vật trấn trạch cất giấu trong hòn giả sơn là con tỳ hưu và chữ phúc do chính vua Khang Hy viết tặng bà nội ông ta trong cái ngày mừng mừng thọ. Khi mà đập vỡ hòn giả sơn thì các cái quan viên mới phát hiện trong núi đá ấy có con tỳ hưu. Và cái điều đáng nói ở đây là con tỳ hưu của hòa thân lớn hơn con tỳ hưu của nhà vua. Ngọc đế tạc tỳ hưu của hòa thân là ngọc phỉ thúy màu xanh mát rượi, trong khi là nhà vua chỉ dám tạc tượng tỳ hưu bằng bạch ngọc. Hơn thế nữa là bụng và mông con tỳ hưu của hòa thân to hơn mông và bụng con tỳ hưu của nhà vua rất nhiều. Chính cái điều này khiến dân gian tin rằng đó là cái lý do khiến hòa thân nhiều vàng bạc hơn nhà vua. Và quý anh chị thân mến, trên đây là cái truyền thuyết, cái sự tích về liên quan đến tỳ hưu phong thủy, một cái linh vật mà đang được rất nhiều người ưa chuộng hiện nay. Vậy thì để mà sử dụng được tỳ hưu phong thủy thì chúng ta phải khai quang điểm nhãn cho tỳ hưu phong thủy thì lúc này cái con vật này nó mới linh ứng được. Vậy thì cách khai quang điểm nhãn cho tỳ hưu phong thủy như thế nào thì xin mời quý anh chị chúng ta trong cái nội dung video tiếp theo của chúng tôi. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong video tiếp theo của chúng tôi.